Cái này như kiểu phát tài núi nhỉ, đúng không? Cái lá nếp à? Đèn rồ quá đẹp. Mình lại đến nhà bạn trưởng để quay cho anh em một cái dàn lan và cây lan đang mùa phát triển anh em nhé. Đấy. Núi rừng Tây Bắc các bạn thấy quá đẹp đúng không ạ? Đây là khu vực phía bên trong này. Đấy, kiếm là bạn trưởng tương đối đẹp. Năm cánh trắng chân thành. Đấy. Che tím nhiều những loại mặt hoa đẹp lắm. Bạn trưởng thì bạn khá kín tiếng anh em nhé. Đây là Hiển Oanh với lại Phú Thọ. Hạc vĩ trắng. Che tím yên lập. Anh em xem Phú Thọ khủng khiếp chứ. Trời ơi. Đây là một cái chậu biên anh em nhé. Lá biên. Nó kẻ hai sọc hai bên này gọi là biên. Hạt ô. Trời ơi. Nhiều dã man luôn. Đây là bạch tuyết anh em. Hai chậu bạch tuyết. Đây cái chậu của Dương nó bị rụng hết lá. Tưởng chết. Ôi sao của mày đen thế? Cái này cái gì đây bạn? Chợ. Hà Tĩnh đâu? Cái thằng Mỹ đây này à? Ban đầu. Đây Hà Tĩnh này anh em nhé. Chậu này khủng khiếp chưa? Ấm chậu ấy nhỉ? Dã man. Nó bị ra được chết nó mới lớn được hôm qua. Đây Phú Thọ. Không. Tắt cho đẻ rồi. Đây Phú Thọ luôn này. Phú Thọ cái chọc sọc chỉ nó nhọn ấy. Nó hay có ngấn tím bẹ đây. Đấy, ngấn tím thì nó thường xuất hiện chỗ này. Nó xuất hiện ở dưới lá này. Đấy, đấy chỗ này. Đấy. Người xem này. Quá khủng khiếp. Đấy. Phú Thọ treo hết ra đây rồi đây này. Này chắc phải 100 mét chứ. Cái này là cái gì đây bà? Phú Thọ thường. Tím Phú Thọ. Tím Yên Lập đúng không? À. Chậu, chậu biên này như này giờ giá tầm khoảng bao nhiêu bà? Rẻ lắm, vài trăm. Quá đẹp. Đây Phú Thọ luôn anh em này. Đây toàn bộ Phú Thọ bà. Bây giờ chắc là hơn 100 mét. Khủng khiếp thật. Đây là chia giống nhìn giống Minh Châu nhỉ. Nhưng mà đây hàng thường. Hoa, hồng mắt, hồng mù. Hồng mù à? Không mắt à? Đổi 2 cây Phú Thọ từ 2018 mà không ra hoa. Bây giờ nhân ra được 5-7 chậu. À. Đây HO nhỉ. À không phải. Này nhìn không phải. Mình có nhiều chậu trồng vậy 2 người nhỉ. Cái khủng khiếp luôn anh em nhé. Lấy chậu cũ của anh Hoàng về. Đấy. Đây là hai cái chậu Phú Thọ này, vô địch luôn. Che, đây là che tím mà bạn. Chậu này đẹp, dã man luôn. Anh em thấy cái dàn lan mùa sinh trưởng phát triển nó khủng khiếp này. Không còn cọc nữa. Đấy. Cho cong xuống rồi. Năm nay 100 mét sang năm thành 300 mét, ôi thì chết. 1000 mét. Sang năm vẫn phải 1000 mét thật. Khủng khiếp. Năm sau 1000 mét thì sợ tính 300. Quá kinh điển. 1000 mét và chốt 50.000 một xe. Đấy. Khá khá đấy. Nhân này cũng kẹp. Làm 5 tỏi. Quá đẹp. Đấy. Nếu như nhân thì cứ cầm cầm như thế rồi. Kẹp kẹp rồi. Nhìn nó hơi lỏng lẻo quá. À ừ, kẹp sẽ tí rồi. Chứ còn giống như nhân bao giờ cũng không cầm cầm như thế. Đấy nhé. Đấy, xin chào mọi người. Nói chung là không còn gì để nói nữa rồi. Sa mạc lời. Quá đẳng cấp. Chào các bạn. 12-48 là bị dính cái gì bạn? Thì dân nó nhiều, tụt máy này. Phun 12-48 nó bị như này. Cái cây anh mang ở nhà chú về, đến 2 hôm sau bị này luôn. Nhưng mà nó lại rụng lá thôi, nó anh thấy nó cũng không sao, nó làm cây chậm lớn. Tụt lá đấy. Chết đâu. Giống bị hôm qua này. 12-48 à? Đó. Thì là dân nó nhiều là dạng vân lý loại đấy nhưng mà tỷ lệ nó khác nhau. À đấy thì lá dày thôi,
Phú Thọ dã man. Phú Thọ các bạn thấy cái chỉ sọc này và kẻ trên mặt lá nhé. Tâm ra thằng HO là dễ bị lá xấu kiểu khi mình tưới phân vào lân với đào ấy, đào cá lý. Tức là phun phân 12-48 là hay dính đúng không? Hay bị cháy lá HO thôi. Đẹp chưa anh nhé? Lá HO thì...